đều là phiên bản quốc tế và có mức giá là giống nhau. Ở đây mình đang có một cái máy chiếu này là chiếc ZMGO N1S 2024 phiên bản quốc tế. Và bên này rất là quen thuộc rồi, Xiaomi Horizon cũng là phiên bản quốc tế. Và hai cái máy này đều là hai máy phiên bản quốc tế, đều chạy Google TV và có một cái mức giá nó xem với nhau. Vậy thì trong cùng một cái khoảng giá như vậy và hai máy này đều là hai máy quốc tế thì chúng ta sẽ chọn máy nào? Ok anh em, trong cái video này thì mình sẽ cho anh em thấy được là cái ưu điểm, nhược điểm của từng máy và cái được, cái mất khi chúng ta chọn máy này và chúng ta chọn máy kia. Cùng bỏ ra một số tiền thì chúng ta sẽ lựa chọn cái máy nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai chiếc máy đều thuộc là cái dòng máy xem phim gia đình Home Cinema. Hai chiếc máy này thì được đặc điểm chung là chúng ta đều có độ phân giải thực suất đầu ra là Full HD. Đều là hai máy phiên bản quốc tế và chạy hệ điều hành Google TV. Cái điểm khác nhau về ngoại hình ấy, thì chúng ta có thể thấy là Xiaomi Horizon ấy, ngoại hình vuông vức cũng là màu tối và trông to hơn một chút so với lại ZMGO N1S. N1S thì chúng ta sẽ có một cái ngoại hình mà trông nó điệu đà hơn, trông nó màu trắng đẹp hơn. Chúng ta sẽ có gimbal xoay 360 độ như này. Đấy, xoay hết các hướng, xoay lên trần để xem. Thì nếu như mà mới một cái mắt nhìn bình thường thông thường thì chúng ta sẽ thấy là ZMGO N1S thì sẽ có cái ngoại hình ăn điểm hơn. Với cái nhìn cảm quan bên ngoài thì trông nó sẽ yêu hơn và kiểu nó đẹp hơn đúng không? Và có gimbal xoay. Còn Xiaomi thì hiện tại là máy như này và không có gimbal xoay. Tuy nhiên thì cái vấn đề về gimbal xoay của dòng Horizon hay là các cái dòng của Xiaomi ấy sẽ được giải quyết cực kỳ đơn giản bằng một cái món phụ kiện như thế này. Rất là chắc chắn và khá là nặng anh em ạ. Đấy, xoay lên trần và xoay sang các hướng. Anh em sẽ lắp thêm vào cái lỗ vít ở đây và thêm một cái chân này. Đấy, tuy nhiên thì đây là cái chân lắp thêm thôi nên là để mà nói là nó mượt mà như cái chân nguyên bản của cái dòng ZMGO N1S ấy, nó không được nguyên bản hơn. Nhưng mà lắp vào thì mình thấy khá là ok, rất chắc chắn và hoàn toàn phục vụ tốt được cho cái nhu cầu. Nếu mà anh em thích giống ZMGO và thích chiếu trần thì có thể là làm theo cái cách này, là đã có thêm một cái chân gimbal xoay. Còn về cái phần cấu hình thông số về hình ảnh thì sao? Chúng ta sẽ có là độ phân giải xuất ra thực là Full HD. Tuy nhiên thì cái công nghệ hình ảnh của hai máy này hoàn toàn khác nhau nhé. Với máy ZMGO N1S thì sử dụng công nghệ là laser 3 màu, công nghệ hình ảnh là DLP trên nền chip là 0.33 inch và bóng đèn sử dụng là bóng đèn laser 3 màu, 3 đèn laser RGB. Còn với Xiaomi Horizon thì sẽ sử dụng công nghệ là DLP trên nền chip là DMD là 0.47 inch và bóng đèn sử dụng là bóng đèn LED, 4 đèn LED. Thì cái khác nhau ở đây là Horizon là dùng chip 0.47, còn ZMGO N1S là dùng chip 0.33 inch. Horizon dùng 4 bóng đèn LED, còn ZMGO là sử dụng 3 đèn laser. Công suất thì sao ạ? Horizon thì chúng ta sẽ có công suất độ sáng là 2200 ansi lumen. Còn với ZMGO N1S thì chúng ta sẽ có độ sáng là 900 ansi lumen. Ở đây nếu mà xét về cấu hình thông số hình ảnh ấy, thì chúng ta sẽ có là Horizon sẽ có cấu hình nhỉnh hơn về độ sáng cũng như là về kích thước chip. ZMGO sẽ có cái độ sáng và kích thước chip nó thấp hơn so với Horizon. Tuy nhiên thì ZMGO chúng ta sẽ có công nghệ là laser 3 màu, là một cái công nghệ mới nhất hiện nay trên máy chiếu, công nghệ chiếu sáng nhé, công nghệ đèn. Anh em phải phân biệt được đâu là công nghệ chiếu sáng và đâu là công nghệ chip, công nghệ hình ảnh ấy. Thì cái công nghệ laser 3 màu này là cái công nghệ mà hiện tại được rất là nhiều mẫu phát triển, công nghệ mới hơn là công nghệ LED ấy. Thì laser 3 màu thì sẽ cho một cái chiều sâu khá là tốt cũng như là cái độ tương phản cao. Còn Horizon thì chúng ta vẫn sử dụng là công nghệ LED. Thì công nghệ LED thì có cái độ bền tốt cũng như là cái tính an toàn cũng khá là cao, và cái chi phí bóng đèn nó cũng sẽ rẻ hơn so với lại là công nghệ laser. Cái vấn đề gimbal xoay trên dòng Xiaomi Horizon đã được giải quyết rồi. Và nó giải quyết như này thì nó cũng đã giống, gần giống như là ZMGO N1S rồi. Và cộng thêm cái cấu hình ảnh nữa thì đến cái phần này rồi thì mọi người sẽ bảo mình là vậy thì cái con Horizon này nó hơn hẳn con ZMGO N1S rồi thì còn so sánh làm cái gì nữa? Thì tại sao mình lại phải chọn con ZMGO N1S làm gì? Thì ở đây thì có một cái điểm mà ZMGO N1S có mà Xiaomi không có, dòng Horizon không có, Horizon Pro hay là Horizon Ultra cũng không có. Tất cả các dòng của Xiaomi không có cái điều này mà chỉ có trên dòng ZMGO N1S trong 2024 mới có thôi. Anh em biết đấy là gì không ạ? Vâng ạ, đấy chính là chứng nhận Netflix. Netflix chính chủ đấy. Trên các cái dòng ZMGO N1S quốc tế năm 2024
thì đã được Netflix cấp chứng nhận là Netflix chính chủ ấy, và xem được chất lượng cao nhất 4K HDR và là app chính chủ trên Google Play Store. Nên là cái Netflix chính chủ là cái mạnh nhất của dòng ZMGO N1S, N1S Ultra trong năm 2024 này. Và đấy chính là cái điểm mà bên Xiaomi ở các cái dòng quốc tế chưa có. Xiaomi thì chưa được cấp chứng chỉ Netflix. Tuy nhiên thì một số anh em vẫn có thể xem kiểu qua một vài bước hoặc là gắn thêm box thì sẽ xem được chất lượng 4K, hoặc là còn sẽ có thể xem được gọi là phiên bản web ấy, thì chất lượng cũng khá khá thôi. Nhưng mà để mà so với chất lượng Netflix dòng Xiaomi quốc tế thì chất lượng Netflix không thể bằng dòng N1S được, vì dòng này nó là Netflix chính chủ. Đấy, vậy nên Netflix chính chủ là cái điểm hơn hẳn của dòng N1S, N1S Ultra năm 2024 so với lại các dòng của Xiaomi. Đấy là về hai cái cấu hình ảnh của hai cái máy này. Và để cho trực quan hơn, rõ ràng hơn thì mình sẽ chiếu trực tiếp hai cái máy này lên và đặt song song cạnh nhau cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh nó khác nhau như nào giữa hai cái công nghệ cũng như là hai cái cấu hình ảnh nó như vậy, để chúng ta có cái sự lựa chọn nhé. Ok, và bây giờ mình đã bật hai máy lên chiếu song song nhau cùng trên một bức tường trắng và bật điện rất là nhiều trong phòng. Đây là đang chiếu trên bức tường trắng nhé. Thì mọi người có thể thấy ở đây là đều là Google TV chính chủ quốc tế giống nhau. Cái giao diện thì bên ZMGO N1S thì sẽ có cái icon là hình tròn do đã up lên cái bản Google TV mới nhất. Còn bên Xiaomi thì mình chưa up, mình vẫn đang để cái giao diện vuông cho nó dễ nhìn. Cái này, hai cái này thì đều là Google TV và đều có giọng nói tiếng Việt các kiểu đầy đủ hết, và dùng rất là dễ dùng. Chúng ta dùng được thực trên toàn thế giới và không bao giờ lo vấn đề là khóa khiếc hay là gì cả. Bây giờ đến tiết mục so sánh video. Đây là mình sẽ bật cùng lúc một video để nó chạy song song. Ở đây thì chúng ta đang bật phòng, đang bật rất là sáng. Đang test trong lúc môi trường phòng sáng. Phòng rất là sáng. Thì anh em có thể thấy rõ ràng là chiếc Xiaomi Horizon thì có độ sáng là 2200 ansi lumen, chắc chắn nó sẽ sáng hơn là 900 ansi lumen của ZMGO N1S rồi. Nên là nếu anh em xem trong phòng nhiều điện hoặc là phòng môi trường sáng, hoặc anh em cần độ sáng, thì chắc chắn chiếc Xiaomi Horizon thì nó sẽ cho cái độ sáng tốt hơn đáng kể so với lại ZMGO N1S. Đây là trong môi trường đang bật rất nhiều đèn. Bây giờ mình sẽ tắt dần đèn đi nhá. Nào, mình sẽ tắt dần đèn đi nào. Rồi, vừa tắt thêm cái đèn giữa, tắt hết đèn luôn rồi. Đây, đây là khi mình tắt đèn trung tâm và mình đang để một cái đèn ở bên tay trái của mình là ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ cũng như là đèn phía sau hắt vào. Đây, và khi ánh sáng như này thì mọi người có thể check cái hình ảnh của mỗi máy. Đấy. Ở đây thì ZMGO để sử dụng công nghệ là laser 3 màu, còn Xiaomi là dùng công nghệ là LED. Nên là chúng ta có thể thấy là cái nhiệt độ màu cũng như cái gam màu, cái tông màu nó hơi khác nhau một chút. Thực tế là khi mà quay song song như này, cái máy nào sáng hơn thì nó sẽ hơi bị chói trong lúc mà quay. Đấy. Nên là một số cảnh anh em có thể thấy là nó hơi bị lóa, tại vì là nó đặt cạnh một con máy độ sáng thấp thì nó sẽ có hiện tượng như vậy. Còn chúng ta nếu mà xem ở ngoài mắt thường thì chúng ta sẽ cảm nhận nó được chuẩn hơn. Nhưng mà quay lên như này thì nó cũng đạt được khoảng tầm 8-90% rồi so với những gì chúng ta xem ở ngoài rồi. Mình đánh giá loa khá tốt nhé, cả hai máy đều cho chất lượng loa khá là tốt.
Đây mình sẽ dừng lại ở những cái cảnh này một chút. Và mình sẽ tiến cái máy zoom lại gần hơn để cho anh em nào mà muốn soi thêm về chi tiết. Đây là N1S này. Đây là XGB này, Horizon này. Đấy, anh em có thể soi thêm về lông lá rồi các nếp nhăn của con vẹt các kiểu. Đấy, máy đây. Đây là XGB, còn đây là Diem Go. Đấy, ok anh em. Rồi, về cơ bản về hình ảnh thì có lẽ là anh em cũng đã cảm nhận được. Ok, và sẽ tổng kết lại cho anh em về việc chúng ta sẽ lựa chọn là Diem Go N1S quốc tế hay là XGB Horizon quốc tế. Thì nếu như anh em mà thích một cái ngoại hình nhỏ gọn, trắng trẻo, xinh xắn, trông nó điệu đà, và anh em hay xem ở trong phòng ít ánh sáng, phòng ngủ, phòng tối, và anh em cũng hay cài phim trên Netflix, thì mình nghĩ là Diem Go N1S quốc tế là một cái sự lựa chọn khá là ok cho chúng ta. Bởi cái sự nhỏ gọn, tiện dụng, độ sáng vừa phải và có Netflix chính chủ. Còn nếu như anh em mà thích vào quạch hơn hay xem trong môi trường mà bật đèn, cần cái công suất cao hơn, và anh em xem phim thì anh em có thể là chấp nhận là sẽ cắm thêm Android Box ngoài để xem Netflix, hoặc là anh em không xem Netflix, anh em xem những cái chương trình phim khác, hoặc là anh em có thể là chấp nhận cái bản Netflix gọi là chất lượng thấp hơn một chút so với dòng N1S này ở trên dòng Horizon, thì anh em có thể là chọn XGB Horizon quốc tế này để chúng ta có thể được là một chiếc máy có hiệu năng cao phiên bản quốc tế. Đấy, ok anh em, đấy là cái sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta có nhu cầu như nào thì chúng ta sẽ có cái sự lựa chọn như vậy và sẽ đánh đổi cái được cái này và đánh đổi lấy cái khác. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video so sánh máy chiếu này. Hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào.